đầu tao yêu con nhỏ Hà để quá đi mất. Bình thường không yêu đấy à? Bình thường yêu, nhưng mà ngày hôm nay yêu hơn 100 lần. Nè, mày có biết là trên đời này người ta nói một điều nhịn là 9 điều nhục. Cho nên làm sao mà mình cần phải nhịn, đúng không? Mày phải tận nó cho tao. Yeah. Chuẩn. Vô. Hôm nay tao mới biết là hóa ra tao cũng biết đánh người. Tao có thể úp cái bánh sinh nhật vào con bé Tiểu Tam đó. Tao có thể tát Nghĩa. Và ngày hôm nay tao có thể đánh đau quả tay rồi đây này. Ê, cho tôi mượn cái bàn tay được không bạn ơi? Gì đấy? Khét quá. Alo alo. Xin chào cô Nguyễn Nguyễn Ngân Hà. Cô có thể cho tôi biết được là cảm giác của cô ngày hôm nay sau khi cô xử lý con quỷ cái đó hay không ạ? À? Alo. Tôi cảm thấy rất là đã. Và tôi nghĩ rằng đáng lẽ là tôi phải đánh từ lâu rồi, chứ không phải để đến ngày hôm nay tôi mới ra tay như thế. Yes. Yo. Tại sao nó lại biết được? Làm sao nó biết được? Để mày đi. Nếu mà cô còn giở trò thì tôi sẽ cho cả thế giới này biết đứa con trai mà cô vẫn luôn mang ra làm vũ khí lại chính là điểm yếu chí mạng của cô đấy. Ngoài chị ra thì có mẹ của anh Nghĩa, cô Ngân Hà và một vài người xưng là em của anh Nghĩa. Nghĩa là một tên rất thông minh. Mà một thằng thông minh như vậy lại phải vào ngồi tù sẽ trở thành vua thời gian. Nghĩa sẽ có khoảng thời gian ngồi suy nghĩ lại mọi sự việc. Sau khi Nghĩa ngồi suy ngẫm lại, anh ta sẽ nhìn nhận ra toàn cảnh bức tranh này hay sao? Ở trong này, nhiều khi anh nghĩ có khi nào mà vì ở bên anh, em mất đi nhiều cơ hội không? Đã bao giờ em thấy hối hận không? À anh này, ở trên Thái Nguyên có một dự án rất hay. Em đã đi khảo sát và thấy rất khả thi. Em đầu tư nhá. Ừ, em cứ đầu tư đi. Nếu em thấy ok thì còn lăn tăn gì nữa. Đừng đụng đến khoản tiền chung là được. Anh muốn bảo toàn tài sản, sau này ra có vài kế hoạch cần làm. Đáng lý ngày hôm nay hả? Tao phải chạy về câu lạc bộ xin trích xuất camera. Tao mà lấy được cái đoạn clip đó, ông Nam với lại ông Vũ mà nhìn thấy mày như vậy thì hai ông đó phải rén trước mày thôi. Mày chứ gì nữa. Đằng sau cái vỏ bọc thiên thần hiền lành này là một em hổ cái. Ê, tự nhiên đang vui cái là thở dài là sao? Tao thấy thương mắt xinh quá. Không ai biết trước được chuyện gì ha. Bây giờ mà hỏi ông trời có mắt không? Chắc chắn là có.
Mà sao những người hiền lành như bác Sinh thì khổ ơi là khổ. Chồng thì chết sớm, con trai thì đi tù. Tưởng đâu có được một quả đức tôn thì... Hôm trước á, trên đường tao chở bác ấy về nhà, bác ấy nói... Mỹ Đình nè. Dạ. Lúc nãy hình như bác nghe tiếng của cái Hà đúng không con? Dạ đúng rồi đó bác. Lúc nãy con Hà nó có vào, nó chăm sóc cho bác, sau đó nó thanh toán hết tiền viện phí, chứ không phải là cháu đâu. Có điều nó chỉ ở lại một chút thôi, sau đó nó đi về, bởi vì nó không muốn gặp bác. Bác biết mà, Hà còn giận bác nhiều lắm, chắc khó mà tha thứ cho bác. Không đâu bác, bây giờ cuộc sống tinh thần của Hà ổn lắm, nó không có giận hờn trách móc gì bác đâu. Nhưng mà nó cũng không muốn liên quan tới ai nữa. Thế còn con bé thì sao? Em bé thế nào rồi hả con? Mỹ Đình, nói cho bác nghe đi, kể cho bác biết đi. Mỹ Đình, là bé sao hả con? Phải chờ con một chút. Sao thế con? Kể cho bác nghe đi. Đây là hình của em bé, bác xem đi. Cảm ơn con. Cháu nội của bà, em bé đáng yêu quá. Em bé đáng yêu lắm, vừa thông minh, ngoan ngoãn, đáng yêu dễ thương hệt như con Hà. Nghĩ khổ tâm nghe. Bây giờ mà tao để cho bác tiếp xúc với Kitty nhiều thì sẽ có rất nhiều nguy cơ. Thôi dẹp đi, đừng nghĩ nữa. Nè, bây giờ chúng ta phải uống ăn mừng vì ngày hôm nay mày đã xử lý được con quỷ cái đó cho tao. Vô.